Thời gian qua, toàn hệ thống chính trị và toàn dân đã đồng lòng dốc sức chống dịch COVID-19. Ở đâu có hoạt động chống dịch, ở đó có những phóng viên, những người làm báo, kịp thời phản ánh những thông tin, những diễn biến, những tình hình về dịch bệnh, về những chỉ đạo, khuyến cáo phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với người làm báo nói chung, phóng viên của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội nói riêng luôn tiên phong và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên mọi mặt trận. Tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai, khu phố Trúc Bạch, Hà Nội, những ngày đỉnh điểm của dịch bệnh COVID-19. Thưa đồng chí, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngay đêm qua, Bộ Quốc phòng đã có một cuộc họp khẩn cấp chỉ đạo Cục Quân y và Binh chủng Hóa học tiến hành phun khử trùng trên địa bàn phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Còn tại những khu cách ly tập trung như thế này, đã có hàng nghìn người dân Việt Nam từ các vùng dịch trở về và người nước ngoài đến Việt Nam. Những dãy nhà cao tầng khang trang, sạch sẽ được Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chuẩn bị ngay sau lưng tôi đây thì có khả năng tiếp nhận gần 800 công dân Việt Nam trở về từ các vùng dịch. Đến thời điểm hiện tại, 120 công dân đều có sức khỏe tốt. Và bà con hoàn toàn có thể yên tâm khi đến cách ly tại các đơn vị quân đội. Cập nhật thông tin, tình hình chính xác, kịp thời, chân thực và sinh động từ các điểm nóng, khu vực cách ly tập trung gửi đến khán giả, người dân và cán bộ chiến sĩ trên cả nước được coi là nhiệm vụ và cũng là niềm tự hào, sự dấn thân của những phóng viên, chiến sĩ làm báo. Là những người phóng viên trẻ thì chúng tôi luôn trách nhiệm và ý thức cao rằng là mình phải có cái dấn thân. Tôi nghĩ rằng là có cái sự dấn thân đấy thì mới có thể là tiếp cận được với cái sự kiện diễn biến, đặc biệt là gần gũi với đồng đội đồng chí của mình. Những người mà đang hàng ngày hàng giờ ở tuyến đầu ngăn chặn dịch Covid như thế thì chúng tôi có đến mới có thể là cảm nhận và phản ánh lan tỏa được những hình ảnh công việc đồng đội đồng chí mình. Trước khi đi tác nghiệp tại hiện trường thì chúng tôi phải tìm hiểu kỹ cái thông tin về tình hình dịch bệnh. Và hai nữa là chúng tôi nắm chắc các cái khuyến cáo của Bộ Y tế trong quá trình tác nghiệp thì nhất là tuân thủ theo các cái biện pháp mà phòng tránh lây nhiễm. Hai nữa thì tác nghiệp một cách nhanh chóng và bám sát sự kiện. Chứng kiến bộ đội tại phục vụ tại khu cách ly thực hiện nhiệm vụ thì cũng từ đó cũng có thêm cái tinh thần ý thức để mà nhanh chóng đưa những cái tin bài đúng và chính xác đầy đủ đến với khán giả. Và đây là những chia sẻ trải nghiệm của phóng viên, biên tập viên ngày đêm tác nghiệp tại những khu cách ly, khu nán, chốt, trại trên biên giới để có những thước phim, hình ảnh chân thực, sống động và ý nghĩa. Đây là một chuyến công tác thực sự khó khăn nhưng mà cũng thực sự ghi lại rất nhiều dấu ấn. Đó là chúng tôi được chứng kiến, chúng tôi được đồng hành, được chia sẻ với cả những cái khó khăn của lực lượng bộ đội biên phòng. Và ở đấy nó tồn tại nhiều câu chuyện rất là cảm động và có nhiều cái tình người. Buổi tối đến ý, người ta từ tầng 1 đến tầng 5 hai tòa hát những cái bài ca của người lính, bài ca của đất nước thì nó đúng như là một cái không khí của gia đình, một cái gia đình lớn. Cùng với những người làm báo trên cả nước, những người làm báo của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã phát huy vai trò, trách nhiệm và đạo đức của người làm báo cách mạng, luôn sẵn sàng tiên phong trên mọi mặt trận.